Nhận định bóng đá Tây Ban Nha với Kosovo, 1 giờ 45 ngày 1 tháng 4, sau chiến thắng vất vả ở vòng đấu trước, Tây Ban Nha tiếp tục hướng tới mục tiêu 3 điểm trong cuộc đón tiếp Kosovo ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2022. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tây Ban Nha đã có 4 điểm sau 2 trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022, kết quả giúp họ hiện đang xếp thứ 2 ở bảng B. Đây là một thành tích không ấn tượng của thầy trò Luis Enrique, đặc biệt với những gì mà đội bóng này đã thể hiện. Tây Ban Nha đã suýt bị mất điểm trước Georgia ở vòng đấu trước, đó là một trận đấu mà đội bóng xứ đấu bò để đối thủ vươn lên dẫn trước và chỉ có thể giành 3 điểm nhờ siêu phẩm của Dani Olmo ở những phút bù giờ cuối cùng. Với Kosovo, đội bóng này hiện đang xếp cuối bảng sau trận thua 0-3 trước Thụy Điển ở ngày ra quân. Xét về mọi mặt, đội bóng đang xếp hạng 117 thế giới, không thể so sánh với Tây Ban Nha, sẽ là một cơ hội để Tây Ban Nha tiếp tục thử nghiệm đội hình. Hai trận đấu trước, dàn sao của đội bóng này chưa thể hiện được nhiều và giờ đây là lúc để họ khẳng định đẳng cấp.